con nương tể tao phụng dị tài tử nhân khang ơi à vật ơi à thế ơi nhân khang ơi à vật ơi à thế à ơi à ơi à một thượng một chúc mừng dân ta có bên được thương ơi ơi ta ơi à tam đàn ơi ơi tam đàn có bên được thương ơi ơi ta ơi à lại tam đàn à ơi à ơi à à lạnh cho có bên phải phép đi ấy mấy âu ơi à ấy mấy âu ta đi xin cảm ơn câu lạc bộ chèo Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà với tiết mục Giáo Đầu Vỡ Nước đã mở đầu cho chương trình chiếu chèo quê lúa được thực hiện tại trường quay S6 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cùng với hai chiếng chèo nổi tiếng của Thái Bình đó là chiếng chèo Sáo Đền, xã Song An, huyện Vũ Thư, Làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, chiếng chèo Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà cũng có nhiều đóng góp để nghệ thuật chèo xưa và nay vẫn sâu rễ bền gốc trên quê lúa Thái Bình, cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống. Và điều gì làm nên nét đặc sắc của nghệ thuật chèo ở Hà Xá, Tân Lễ, huyện Hưng Hà? Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Duy Tuy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà. Xin được giới thiệu ông Trần Bá Hỏi, câu lạc bộ chèo Hà Xá. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình chiếu chèo quê lúa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Nghệ thuật hát chèo ở Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà có từ xa xưa và là một trong ba làng chèo cổ của Thái Bình. Trước cách mạng tháng 8, số phường gánh hội chèo nở rộ khá đông đảo, được hình thành và phát triển từ yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của bà con lối xóm trong các hội làng. Chiếng chèo Hà Xá ngày đó bao gồm cả vùng nằm trong địa bàn phía tây bắc huyện Hưng Hà, gồm làng Hà Xá và Hải Triều. Theo bộ phà dòng họ lại ở Hà Xá, thì gánh hát đầu tiên do cụ Lại Văn Châu đứng ra thành lập cách đây khoảng hơn 200 năm, sau đó truyền lại cho con cháu. Nhưng đến khi kháng chiến chống Pháp thì gánh hát cũng tan rã. Mặc dù các gánh hát không còn, nhưng tình yêu nghệ thuật chèo vẫn được người dân gìn giữ. Nghệ thuật hát chèo vẫn tồn tại và phát triển trong cộng đồng làng xã. Đến nay, phong trào hát chèo, diễn chèo trong các tầng lớp nhân dân ở Hà Xá được phát triển sang một thời kỳ mới. Sự hồi sinh làng chèo vang danh một thuở đang góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống trên quê lúa Thái Bình.
Vâng, chúng ta vừa được nhìn cách khái quát về sự hình thành phát triển của chính chèo Hà Xá. Thưa hai vị khách mời ạ, tháng 7 năm 2023, câu lạc bộ chèo Hà Xá đã ra mắt sau thời gian tham gia lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật chèo do ngành văn hóa thể thao và du lịch Thái Bình tổ chức. Cái điều này có ý nghĩa như thế nào ạ đối với việc gìn giữ vốn chèo cổ của chính chèo Hà Xá? Trước hết xin được biết ý kiến của ông Hà Duy Tuy. Chính chèo Hà Xá thì cách đây 200 năm và chúng tôi cũng là những người hậu sinh và cũng đã được nghe là cái hát chèo của làng chèo Hà Xá xã Tân Lễ là rất là nổi tiếng và xa xưa các cụ đã biểu diễn nhiều vở kịch cũng như là cái gánh hát chèo của Hà Xá xã Tân Lễ. Thế thì cho đến nay thì để bảo tồn và khôi phục cái văn hóa, đặc biệt là cái chèo Hà Xá và xã Tân Lễ. Thế thì được sự quan tâm của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch ở tỉnh Thái Bình đã về tại địa phương, tức là tại xã, đã mở một cái lớp truyền dạy hát chèo. Thì đối với xã nhà là đây cũng là, chúng tôi cũng nghĩ là đây là một cái phát huy và gìn giữ cái được cái bảo tồn của đặc biệt là cái làng chèo Hà Xá xa xưa mà đã để lại. Và đây bây giờ là trong sau khi mà mở cái lớp này cũng là khơi dậy cái niềm tự hào cũng như là cái gánh hát chèo của Hà Xá Tân Lễ xa xưa đã để lại. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ ông Hà Duy Tuy. Là một thành viên của câu lạc bộ chèo Hà Xá, thưa ông hỏi là khi tham gia lớp tập huấn á, ông cũng như các thành viên trong câu lạc bộ thì đã được người truyền dạy những làn điệu chèo như thế nào ạ? Vâng, bản thân tôi cũng như một số thành viên khác thì được dự cái lớp tập huấn trong vòng 10 ngày. Thì nó thực ra trong vòng 10 ngày là nó rất ngắn ngủi nhưng mà rất nhiều làn điệu nới ngơ, sa lệch chênh, rồi là đội điệu du xuân. Tất cả anh em đều học và rất là phấn khởi để cái chính chèo Hà Xá là tiếp tục được khơi dậy và duy trì được bảo tồn mãi mãi và làm sao là được thế giới công nhận là cái chính chèo Hà Xá cũng nói riêng và chèo của vùng đồng bằng sông Hồng nói chung được công nhận là văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận. Và dạ vâng, xin được hỏi ông hỏi là hiện nay câu lạc bộ chèo Hà Xá thì có bao nhiêu thành viên và hoạt động của câu lạc bộ như thế nào ạ? Vâng, câu lạc bộ chèo Hà Xá hiện nay là có tổng số là 39 thành viên. Thế thì chúng tôi vừa qua cũng mới ra cái quyết định thành lập cái ủy ban xã mới có quyết định thành lập cái câu lạc bộ này thôi. Thế còn cái quy chế thì chúng tôi cũng đang tham khảo để xây dựng cái quy chế hoạt động, một tháng phải sinh hoạt 2 lần để tập luyện các cái tiết mục cần thiết để có thể là đi giao lưu biểu diễn ở các cái câu lạc bộ khác. Và hạt nhân của câu lạc bộ chèo Hà Xá hiện nay thì gồm những người như thế nào ạ? Về hạt nhân của câu lạc bộ chèo Hà Xá hiện nay là rất nhiều lứa tuổi có giọng hát hay, có những giọng hát hay và biểu diễn thể hiện trên sân khấu là rất là tuyệt vời. Do vậy là hướng dẫn cho tất cả anh em là chưa biết, chưa học bao giờ nhưng vào học rồi vài ngày cũng lại học được chèo. Qua cái lớp này thì cái thứ nhất là đối với xã Tân Lễ thì rất nhiều các bác, các anh, các chị là cũng đã rất là phấn khởi và đã cũng nằm trong những cái câu lạc bộ cũng như lòng tâm huyết và đã tham gia câu lạc bộ là rất là đông vui. Và đặc biệt là cho đến nay thì câu lạc bộ cũng là 40 thành viên đấy, đủ các lứa tuổi, đặc biệt là các bác mặc dù là cũng có tí tuổi nhưng mà cũng rất là hăng say tham gia và lòng cũng nguyện muốn là để phát huy gọi là cái chính chèo Hà Xá cho vang truyền cho đến ngày nay để khôi phục và phát huy được cái nền văn hóa nghệ thuật của địa phương. Dạ vâng, có thể nói đây là một điều rất đặc biệt của chiếu chèo Hà Xá và điều này cho thấy là nghệ thuật chèo tại Hà Xá thì đang được nhiều thế hệ tiếp nối và cùng chung cái quyết tâm là phục dựng và bảo tồn nghệ thuật chèo, phải không thưa ông Hà Duy Tuy? Dạ vâng, nghệ thuật chèo thì đây là một cái niềm đam mê tất cả cái lứa tuổi, đặc biệt là xa xưa đối với Tân Lễ là đã có cái nguồn gốc đấy, cái chính chèo Hà Xá để lại. Thế cho đến nay thì đã được khơi dậy các cái thế hệ tiếp theo để tiếp nối cha ông về cái nghệ thuật chèo xa xưa đã để lại đấy, để không mai một và không mất đi cái nguồn gốc, và cũng nhằm cái mục đích khơi dậy cái nền văn hóa nghệ thuật của địa phương. Dạ vâng, đó là mong mỏi của những người yêu chèo, mong mỏi
của những người con Tân Lễ, nơi có chính chèo Hà Xá nổi tiếng phải không ạ? Thưa ông, hỏi là chúng tôi được biết hoạt động của câu lạc bộ chèo thì đều mang cái tính chất tự nguyện ạ. Và tất cả các thành viên câu lạc bộ chỉ mong sao mà mang được cái tiếng hát của mình phục vụ nhân dân, đó là một điều quý trọng. Thưa ông, hỏi là câu lạc bộ chèo đã duy trì cái hoạt động như thế nào ạ? Vâng, câu lạc bộ chèo hiện nay là vẫn duy trì là thường xuyên, là một tuần có thể là tập 2 đến 3 buổi là trong buổi tối đấy, để cho các thành viên tham gia cái để hát lại các tiết mục, cũng như là tập những tiết mục mới để có thể là đi giao lưu, để phục vụ nhân dân, giao lưu các cái câu lạc bộ khác. Là thích thì tham gia thôi, chứ còn là không có một cái thù lao gì đâu. Báo cáo với chị thế. Dạ vâng ạ. Thường thì sinh hoạt trong các câu lạc bộ, mà đặc biệt câu lạc bộ chèo, thì mọi người đến với nhau bằng cái tình yêu nghệ thuật chèo. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ ông Trần Bá Hỏi. Thưa quý vị và các bạn, vùng Hà Xá là một trong những vùng chèo cổ nổi tiếng của Thái Bình vào đầu thế kỷ 20. Lối hát, lối diễn của chèo Hà Xá thì có khác gì so với các vùng chèo khác không? Thưa ông Hà Duy Tuy. Ở đây thì cái nền xa xưa mà các cụ truyền lại, và chúng tôi là thế hệ sau nhưng cũng đã được chứng kiến cái chiến chèo Hà Xá, đặc biệt là
với những cái làn điệu chèo cổ thì các cụ đã để lại là cũng đã được nhiều, tức là cái nghệ thuật biểu diễn cũng như là cái tiếng hát thì nó mang tính nghệ thuật là rất cao và nó rất chuẩn chỉ theo cái câu từ cũng như là cái làn điệu đấy, các cụ đã để lại. Và chúng tôi là những cái thế hệ sau là chỉ học qua những cái mà để lại trên cái của các cụ là ngày xưa để lại cái ví dụ như là ghi âm rồi là truyền lại cho các thế hệ sau, đặc biệt là với những cái làn điệu chèo cổ thì các cụ là trình diễn cũng như là hát và truyền dạy cho các con cháu. Mong muốn của nhân dân đến bây giờ mà được phát huy như này là rất phấn khởi và cũng rất là mong muốn phát huy rộng rãi nữa và hơn nữa đối với cái gánh hát cũng như cái tiếng hát chèo cổ Hà Xá xa xưa đã để lại. Dạ vâng, chúng tôi được biết là ông Trần Bá Hỏi là một người rất yêu chèo, đam mê chèo từ ngày còn nhỏ đúng không ạ? Chắc hẳn là ông cũng đã tìm hiểu nhiều về cái nghệ thuật chèo Hà Xá của quê hương mình. Trong chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chia sẻ những cái hiểu biết của mình về nghệ thuật chèo Hà Xá. Cái nghệ thuật chèo Hà Xá thì nghe nó, chúng tôi cảm thấy là nghe rất là mượt mà, đi vào lòng người. Do vậy là để động viên cái người lao động trong khi lao động sản xuất, nhưng mà nghe cái tiếng chèo để thúc đẩy cái lòng người là rất là cao. Nó giọng chèo của chèo Hà Xá là hát rất mượt mà, óng ả và điệu múa cũng mềm mại. Và vâng, ông có thể ví dụ được không ạ? Cái tiếng chèo Hà Xá thì ví dụ cái điệu hát về đò đưa đấy rất là mượt mà óng ả, nhưng mà nơi khác thì không thể được bằng được. Nên tôi nghe cái điệu chèo Hà Xá là tôi cảm thấy như thế. Điệu đò đưa là vâng, và ông có thể hát ạ? Có thể hát bài theo điệu lưỡi lơ. Dạ dạ vâng. Dạ. Ví dụ ạ, vâng, mình ví dụ. Vâng. Ta đi đi chợ dốc tè tè ngồi, dốc dốc cây đa tè tè ngồi, gốc gốc cây đa thấy cô ý, cô lại thấy cô bán rượu ý, mặc áo ý, áo lâu già cô lại thắt dây lưng ý, xanh ý, ý. Vâng, và cái cách hát của người Hà Xá thể hiện rất là mềm mại đúng không ạ? Trữ tình và khác hẳn so với các cái chính chèo khác mà như ông Trần Bá Hỏi vừa chia sẻ phải không ạ? Vâng, và kính thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ đò đưa do câu lạc bộ chèo Hà Xá thể hiện.
và ngay bây giờ thì chúng ta cùng trở lại trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình Chiếu Chào Quê Lúa ngày hôm nay. Thưa ông Hà Duy Tuy ạ, khôi phục bảo tồn vùng chèo cổ, đồng thời phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, với vai trò của chính quyền địa phương đối với việc này như thế nào, thưa ông? Ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình quan tâm và khôi dậy cái chướng chèo cổ Thái Bình của chúng ta nói chung, và đối với xã Tân Lễ thì cũng là rất là vinh dự là có cái chướng chèo Hà Xá đã nổi tiếng từ xa xưa và cũng được gọi là sự quan tâm để khôi phục. Thì chúng tôi cảm thấy cái thứ nhất là Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân là cũng rất là mừng ở chỗ là đã như thế này là phát huy được cái nền văn hóa nghệ thuật của địa phương và có bảo tồn, bảo tàng các cái nền văn hóa mà đặc biệt là chướng chèo Hà Xá các cụ đã để lại. Mặc dù là kinh phí nó cũng rất là có hạn và rất là khó khăn trong bước đầu, thế nhưng mà cái quan tâm, sự chỉ đạo của Đảng rồi các đoàn thể là cũng đã vào cuộc. Đấy, vào cuộc là dành cái tình cảm, cái động viên, trước hết là động viên là để các bác, canh các chị để gọi là quyết tâm để thành lập và thành một cái câu lạc bộ để phát huy và khơi dậy cái nền văn hóa nghệ thuật của địa phương. Bước đầu chúng tôi thấy như thế này là cũng rất là mừng, nhưng xong cũng một cái trăn trở và rất là băn khoăn về cái kinh phí hoạt động. Đấy, cho nên là cũng mong mỏi của địa phương sẽ cố gắng đấy để duy trì, cũng như tìm mọi những cái phương pháp và cái vận động để tuyên truyền quần chúng nhân dân là xã hội hóa, đấy, chung tay với xã nói chung để làm sao mà tạo dựng được cái nguồn kinh phí để cho cái nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của địa phương nó nổi bật cũng như là phát huy được mạnh mẽ hơn nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ ông Hà Duy Tuy. Thưa ông Trần Bá Hỏi ạ, để bảo tồn cái vùng chèo cổ mà có cách đây hơn 200 năm ạ, tình yêu đối với nghệ thuật là chưa đủ phải không ạ? Và hiện nay thì câu lạc bộ chèo Hà Xá có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Về câu lạc bộ chèo Hà Xá thì chắc chắn là còn rất nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động này, về cái trang phục biểu diễn và kinh phí để mua trang thiết bị cho câu lạc bộ cũng là còn rất thiếu. Đấy là cái khó khăn như vậy. Cái thuận lợi thì rất thuận lợi rồi, anh chị em rất phấn khởi, các bà các bác rất phấn khởi tham gia, nhưng mà khó khăn nhất là chỉ là băn khoăn về kinh phí. Trên quan tâm rồi, thế mà được hỗ trợ kinh phí nữa là chắc chắn là câu bộ chèo này sẽ được duy trì mãi mãi, tôi khẳng định là như thế. Nhưng với điều kiện là kinh phí là phải có cho anh chị em tham gia. Dạ vâng, đó là khó khăn chung của tất cả các câu lạc bộ ạ. Vậy thì mong muốn của câu lạc bộ chèo Hà Xá là gì thưa ông? Mong muốn tóm lại hiện nay là như ban đầu tôi nói đấy, là đề nghị cấp tỉnh phải có một cái kinh phí nhất định, có nghĩa là hàng năm phải có kinh phí vào bổ sung vào cái ngân sách là dành riêng cái câu lạc bộ. Bởi hiện nay là công nhận 3 câu lạc bộ chèo rồi thì là tỉnh cũng phải có một hàng năm đều có cái hạch toán lên cái ngân sách đấy để cái câu lạc bộ này người ta duy trì được. Chứ còn hiện nay là hầu như bây giờ là chỉ hỗ trợ thôi, ủy ban lấy cái kinh phí hoạt động của ủy ban để hỗ trợ cho câu lạc bộ thôi, chứ chưa có cái kinh phí nhất định chỉ định. Ví dụ như là hoạt động của cựu chiến binh là tương đây tiền, hoạt động của đoàn thanh niên là tương đây tiền, đúng không ạ? Nhưng mà hoạt động câu lạc bộ chèo là phải có tương đây tiền một năm để câu lạc bộ hoạt động. Đấy là nguyện vọng của chúng tôi, đề nghị như thế. Dạ vâng, ngoài cái kinh phí như ông vừa chia sẻ để mà câu lạc bộ phát triển mạnh hơn nữa, thì ngoài cái kinh phí ra thì mình vẫn còn nhiều mong muốn khác chứ đúng không ạ? À có, mà mong muốn của chúng tôi là sao là tới đây là cũng phải là có nhiều lớp, câu lạc bộ nhiều lớp tập huấn để làm sao nâng cao cái nghệ thuật lên để cho cái chính chèo người ta nó luật là như các cụ ngày xưa để lại. Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ ông Trần Bá Hỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi
Thưa ông Hà Duy Tuy ạ, việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa là một yếu tố quan trọng để nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân, và nghệ thuật chèo ở Hà Xá thì đã góp phần nâng cao cái đời sống của người dân Tân Lễ như thế nào thưa ông? Văn hóa và nghệ thuật là một món ăn tinh thần. Đây là một cái tinh thần rất quan trọng. Chúng tôi thấy rất phấn khởi là cái chỗ là sau khi mà được tỉnh mở cái lớp truyền dạy chèo tại địa phương ấy, mà đặc biệt là cái tối hôm mà công diễn báo cáo kết quả thì tôi mới thấy rằng là nhân dân rất là phấn khởi. Phấn khởi ở chỗ là đi rất đông, đấy, rất đông đến chỗ tại sân đền quan trạng Nguyên Phạm Đỗ Đễ để xem cái công diễn của câu lạc bộ. Dạ vâng, ngoài cái buổi mà báo cáo qua cái lớp tập huấn đấy thì trong những cái sinh hoạt văn hóa hàng ngày đấy ạ, thì câu lạc bộ chèo Hà Xá, tiếng hát chèo của Hà Xá đã góp phần nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân như thế nào ạ? Cái thứ nhất là cũng như tôi vừa nói đấy, cái thứ nhất là về tinh thần thì nhân dân là rất phấn khởi, và cũng có những mặc dù là công việc bận mải này khác, nhưng mà đây nó cũng là một cái món ăn tinh thần, và cũng nhiều người tức là động viên để phát huy hơn nữa để làm trong những một cái nền kinh tế là có thể là hăng say hơn. Đấy, nghe thấy tiếng hát là có thể thúc đẩy theo cái tinh thần cũng như tinh thần phấn khởi kết hợp giữa việc làm và ca hát, để có thể là ban ngày sản xuất nhưng mà ban tối vẫn tham gia câu lạc bộ để phát huy giữ gìn cái việc mà văn hóa của địa phương cũng như là cái nền sản xuất của địa phương là rất là phấn khởi và đạt được nhiều hiệu quả. Dạ vâng, và cứ có dịp đúng không ạ? Là thành viên của câu lạc bộ chèo và tất cả những người yêu chèo chúng ta lại cùng cất ca vào lời ca tiếng hát đúng không ạ? Vâng. Phải làm sao cố gắng duy trì để bảo tồn, cũng như là trong cái bảo tồn đó thì này cần phát huy hơn nữa, mạnh hơn nữa và có thể là mở rộng trên toàn xã. Đấy, đấy là một câu lạc bộ của Hà Xá Tân Lễ là nói chung. Thế còn sau này phát huy ra các cái thôn nữa, thôn làng, để có những cái tiết mục mà tham gia, có thể là sau này là đóng góp, chúng tôi có thể là nếu sau này nó có điều kiện mà tổ chức các cái ngày đặc biệt là về ngành văn hóa thì có thể là thôn nọ là giao lưu thôn kia, thế rồi là câu lạc bộ xã giao lưu mấy của thôn. Đấy là một cái niềm mong muốn và chúng tôi tin rằng là nhân dân cũng rất phấn khởi trong cái việc này. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ ông Hà Duy Tuy. Thưa quý vị và các bạn, niềm tin chèo Hà Xá sẽ lại náo nhiệt rộn ràng như xưa. Những người nông dân mê chèo, say chèo ở Tân Lễ đang nỗ lực bảo tồn vốn cổ của cha ông để lại. Và với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý, các cơ quan chuyên môn, câu lạc bộ chèo không chuyên đã đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, để ngày hôm nay chèo trở thành một món ăn không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân. Và nghệ thuật chèo tại Hà Xá đang được tiếp nối, góp phần gìn giữ giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc và cùng chung sức xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày một phát triển. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.